địa chỉ là 466 Trần Quý Kết, Ninh Hòa các anh chị nha. Mời các anh chị và xem hôm nay em chỉ làm một cái video ngắn, like tất cả những cái mẫu ở đây, rất là nhiều mẫu cho các anh chị xem. Tại duy nhất trong live stream này thì anh chị share về thường của mình và các hội nhóm cho anh chị có giá cực kỳ ưu đãi luôn, giảm 10% cho các anh chị luôn anh chị nha. Nên là anh chị nào về rồi nhớ share và viết lên các tường của mình, lên các hội nhóm giúp em. Thứ nhất là để ủng hộ tinh thần, thứ hai là mua gấu bông giá cực kỳ rẻ luôn các anh chị. Hôm nay thì em sẽ like nhanh từng mẫu nước rút sơ qua. Anh chị được mẫu nào thì cứ comment phía dưới giúp em nha. Comment phía dưới rồi cho em số điện thoại luôn, em gọi em giao hàng tận nơi cho các anh chị nha. Bây giờ mẫu thứ nhất em like cho các anh chị đây, mẫu vịt le le rất là dễ thương. Các anh chị nào chưa, anh chị nào vào rồi có thể là chấm một chấm dành nhau một tiếng các anh chị nha. Chào Khánh My nha. Đây, mẫu thứ nhất em like đó là mẫu vịt le le. Vịt le le này hiện tại em đang có hai màu các anh chị. Vịt le le này hiện tại em có màu trắng và màu vàng nha, rất là dễ thương luôn. Mẫu này thì mới về thôi, có giá là 145.000 duy nhất trong live stream này, em giảm luôn 15.000, giảm giá cực ưu đãi cho các anh chị luôn, giảm luôn 15.000 chỉ còn 130.000. anh chị nào thích mẫu vịt le le này 130.000 một con, comment bên dưới cùng số điện thoại giúp em nha. Em chỉ làm một cái video ngắn thôi, tổng sơ tất cả các mẫu, về mẫu đây rất là nhiều luôn các anh chị. Còn anh chị có thể tới ký tới shop em, có 3 địa điểm, 2 địa điểm ở Nha Trang và 1 địa điểm ở Ninh Hòa nha. Vịt le le ạ, à, vịt le le, anh chị nào thích con này comment phía dưới vịt le le cùng số điện thoại giúp em ạ. À, mẫu này có giá là 145.000, giảm 15.000, chỉ còn 130.000. Nó có hai màu này các anh chị nha, hai màu này nha, rất là dễ thương. Vịt le le ạ, à, 145.000, giảm 15.000, chỉ còn 130.000 thôi. Chào anh cánh buồm phiêu du ạ, có ship không ạ? Em lấy một con và có ship luôn anh nha. Em có ship tận nơi cho các anh chị luôn, nên anh chị yên tâm, anh chị ở xa ở gần thì em cũng ship tận nơi hết. Nên là anh chị yên tâm về vấn đề đó nha. Cứ cho em số điện thoại để em gọi em tư vấn cho các anh chị, em giao hàng tận nơi cho các anh chị luôn. Vịt le le 145.000, giảm 15.000, chỉ còn 130.000. Ok anh cánh buồm phiêu du, cái này thường thường là 145.000 và duy nhất trong livestream này em giảm chỉ còn 130.000 thôi. Anh chị nào thích mẫu này comment phía dưới và nhớ share và viết để được giá ưu đãi các anh chị nha. Share về tường của mình cùng năm hội nhóm giúp em ạ. À, vịt le le, vịt le le 145.000, giảm 15.000, chỉ còn 130.000. Có hai màu, màu trắng và màu vàng ạ. À, anh chị nào thích comment phía dưới giúp em nha, để em quay mẫu khác ạ. À, em quay mẫu khác luôn các anh chị nha. Mẫu này vịt le le ạ, comment phía dưới giúp em nha. Hôm nay thì bên em sẽ cố gắng like thiệt là nhiều mẫu, cho nên mỗi mẫu em chỉ có một thời gian ngắn để em like cho các anh chị thôi. Tiếp theo mẫu Wobby. Wobby là mẫu em bán rất là chạy trong nửa năm nay. Trong nửa năm nay thì mẫu Wobby là mẫu em bán chạy nhất hiện nay. Đây là những con này 80.000 ạ, 80.000 em giảm cho anh chị luôn 10.000 luôn, là còn 70.000 thôi ạ. À, giảm giá bất ngờ, ưu đãi bất ngờ. Những cái con Wobby này có đôi cánh thiên thần cực đẹp luôn các anh chị nha. Mắt
tim nè, mặt cười 80.000 giảm còn 70.000 các anh chị. Duy nhất trong livestream này nha, cho nên là anh chị nào thích comment phía dưới à, khi em post ra cái livestream này là không có ứng dụng nữa đâu các anh chị nha. Mặt cười rất là dễ thương, 80.000 ạ, 80.000 giảm duy nhất trong livestream này còn 70.000 thôi. Mỗi Wobi ạ. Anh chị nào thích mẫu Wobi này comment phía dưới cùng số điện thoại giúp em, Wobi 70.000 giúp em nha. Wobi 70.000 ạ. Tiếp theo mẫu lớn hơn. Mẫu lớn hơn có giá là 150.000 giảm luôn 15.000 chỉ còn 125.000. Những mẫu Wobi như thế này 150.000 giảm luôn 15.000 chỉ còn 135.000 thôi các anh chị. Rất là dễ thương, nó sẽ có rất là nhiều khuôn mặt cảm xúc nha. Và bên em có rất là nhiều cỡ. Cỡ này là 150, bên em có cỡ 200, 325, 420, 545 và 950.000. 950.000 thì rất là to và bự các anh chị, nên là anh chị thích cỡ nào cũng có hết, em giới thiệu sơ qua thôi nha. Còn mẫu em đang cầm, những cái mẫu này có giá là 150.000 giảm 15.000 chỉ còn 135.000. Anh chị nào thích mẫu những mẫu Wobi này comment phía dưới, Wobi 150.000 giúp em cùng số điện thoại ạ. Em nhớ hàng tặng nơi cho các anh chị. Anh chị nhớ xem và viết và tường của mình lên các hội nhóm để em có thể là giảm giá cực kỳ ưu đãi cho các anh chị luôn nha, ủng hộ tinh thần nha các anh chị nha. Mẫu Wobi này có rất là nhiều giá và con to nhất bên shop em là giá 950, là con cực kỳ đại luôn, cho nên là anh chị nào thích thì em có thể gửi hình ảnh qua cho anh chị xem, tại vì ở hàng để ở dưới rất là nhiều. Rồi em qua mẫu khác luôn nha. Wobi như thế này 150.000 giảm luôn 15 chỉ còn 135. Anh chị nào thích comment phía dưới cùng số điện thoại giúp em. Mẫu tay thở, bây giờ em sang những cái mẫu khác. Hôm nay thì em sẽ cố gắng like thiệt là nhiều mẫu cho các anh chị biết ở những mẫu bên em. Một tay thở bên em có giá là 145.000. Trong duy nhất trong livestream này chỉ còn 130.000, giảm luôn 15.000. Bán cho nhanh, ưu đãi cho các anh chị luôn. Những cái mẫu tay thở này có giá là 145.000 ạ, 145.000 giảm 15.000 chỉ còn 130.000 nha. Rất là đẹp và mình có thể điều khiển ở dưới này, người nhỏ người lớn đều cũng có thể mang được các anh chị. Nên là anh chị nào thích mẫu tay thở này comment phía dưới cùng số điện thoại giúp em ạ. 145.000 giảm 15 chỉ còn 130.000. Nó có mẫu màu trắng như thế này các anh chị nha. Mũ màu trắng ạ. Mũ thì fit luôn, có thể là tặng những đứa nhỏ hoặc là người lớn đều được hết. Đây có thể là tặng bạn gái các anh chị nha, tặng bạn gái rất là thích luôn. Ngoài mũ tay thỏ màu trắng như thế này thì có màu này luôn, có giá là 145.000 giảm 15.000 chỉ còn 130.000. Mình có thể điều khiển được cái phía dưới này các anh chị. Đây, có thể điều khiển được nha. Cái này thì rất là đẹp luôn, 145.000 thôi ạ, giảm 15 chỉ còn 130.000. Anh chị nào thích mũ tay thỏ comment phía dưới mũ tay thỏ cùng số điện thoại giúp em nha. Mũ tay thỏ chỉ tiết ạ. Đây là mũ tay thỏ màu xém. Màu xém ghi đây. Màu xém ghi nha. Anh chị thích màu thì cứ comment màu phía dưới giúp em nha. Comment màu phía dưới giúp em thì em sẽ biết và em sẽ để giao hàng cho anh chị hơn. Màu xém ghi ạ. Mũ Pikachu bên em cũng có luôn nha. 145.000 giảm 15.000 chỉ còn 130.000 thôi ạ. Lâu lâu mới giảm giá một lần thôi các anh chị nha. Pikachu, Pikachu rất là dễ thương các anh chị nha. Mũ Pikachu màu vàng rất là dễ thương ạ. À. 145.000 ạ. À. Giảm 15 chỉ còn 130.000 thôi, rất là dễ thương các anh chị. Các bé hoặc là người lớn đều rất là thích nha các anh chị nha. 145.000 giảm 15 còn 130.000. Hiện tại shop em mẫu tay thỏ còn những cái màu đó đó các anh chị. Rồi, anh chị nào thích mẫu tay thỏ comment phía dưới mẫu tay thỏ cùng số điện thoại cho em nha. Em sẽ quay mẫu khác, rất là nhiều mẫu ở đây đang chờ đón các anh chị đây. Nên là anh chị nào vào rồi nhớ xem và viết đi anh chị ơi, xem và viết về tường của mình nha. Đây, bây giờ em sẽ giới thiệu. Bây giờ em sẽ giới thiệu những mẫu nhỏ nhỏ ở đây nha.
đây là những cái mẫu nhỏ nhỏ bên em rất là nhiều mẫu nhỏ ở đây nha. Mẫu nhỏ đây thì có thể là một lần quà sinh nhật cho các bé rất là thích nhỏ nhỏ đây thôi. Tại vì một bé thì một tháng có rất là nhiều sinh nhật các anh chị, cho nên là những cái mẫu nhỏ nhỏ đây bỏ hộp quà cũng rất là dễ thương và xinh xắn thôi. Bây giờ em giới thiệu mẫu BT21 nha. BT21 này nó sẽ có cái bộ của nó sẽ có 8 con. 8 con BT21 như thế này nha. Đang rất là hot trên thị trường luôn. Và nó sẽ có giá là 85.000 giảm luôn 10.000 chỉ còn 75.000 thôi ạ. BT21 85.000 giảm 15.000 chỉ còn 70.000 thôi các anh chị nha. Đây đây là một bộ của nó rất là nhiều mẫu. Cỡ trung các anh chị, đây là cỡ trung nha. Nên là anh chị nào thích mẫu nào không mình phía dưới đây cũng là mẫu BT21 đây. BT21 một con của nó có giá là 85.000 giảm luôn 15.000 chỉ còn giảm luôn 10.000 chỉ còn 75.000. Và con thỏ ạ. Con thỏ thỏ này cũng rất là dễ thương các anh chị. Đồng giá nhưng con thỏ này có giá là 80.000 ạ, 80.000 nha, giảm luôn còn 70.000 ạ. 80.000 giảm luôn còn 70.000. Anh chị nào thích con thỏ này không mình phía dưới con thỏ 80 nha. Chuột túi các anh chị nha. Mẫu xì tít ạ. Hôm nay có mẫu nhỏ, mẫu lớn thì có hết. Chào chị Đài Trang nha, chào chị Beo Bi, chào anh Thạch Honest nha. Anh chị nào vào rồi sao bài viết giúp em nha. Đây, những mẫu này rất là đẹp các anh chị. Nên là thích mẫu nào không mình mẫu đó. Đây là những cái mẫu mà em tự đan đây. Những mẫu này là em tự đan luôn. Đây là mẫu tự handmade nha, tự làm nha, rất là dễ thương các anh chị. Mẫu này thì khỏi chê luôn, đan từng mũi kim chỉ luôn các anh chị nha, rất là đẹp. Còn cái này là toàn bộ phía bên em đây, toàn bộ những cái mẫu nhỏ nhỏ rất là dễ thương. Nên là anh chị nào thích có thể thích mẫu này có thể chụp màn hình giúp em nha. Đây cũng là một con của bộ BT21 đây. BT21 này có giá là 85.000 giảm 10.000 chỉ còn 75.000. Mấy cái mẫu BT21 rất là đẹp. Cái này thì đeo kính rất là ngầu luôn các anh chị, đeo kính rất là ngầu nha. Con này thì nó chỉ có giá là 80.000. Những cái con mềm mềm này có giá là 80.000 để tặng sinh nhật hết các anh chị. Rất là nhiều mẫu ở đây. Và ra cũng 80.000 nha, và ra 80.000 ạ. Đây bộ đây là bộ của BT21 đây. Chú chó đây cũng 80.000 các anh chị nha. Đồng giá 80 giảm còn 70 nha. Đồng giá 80.000 giảm còn 70.000 nè. Mềm luôn các anh chị nha, mẫu này thì cực kỳ mềm luôn. Các bé chơi rất là đẻ. Cái cỡ này thì cỡ nhỏ cỡ lớn thì được hết. 80.000 một con như thế này, 80.000 rất là đẹp luôn các anh chị nha. Nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu xanh. Khủng long như thế này là 80.000 giảm còn 70.000 mỗi con thôi. 70.000 mỗi con như thế này. Nên là anh chị nào thích mẫu khủng long này không mình đi dưới mẫu khủng long 80.000 giúp em nha. Cùng số điện thoại giúp em nha. Có những con động vật hoang dã bên em rất là nhiều. Có béo, có hổ, có nai, có rất là nhiều luôn các anh chị. Mẫu này chỉ có giá là 165.000 một con thôi. 165.000 một con rất là đẹp. Các bé em rất là thích mẫu này khi mà thích sự mạnh mẽ nha. 165.000 giảm duy nhất trong livestream này chỉ còn 150.000 thôi các anh chị nha. Nên là anh chị là con hổ này con mình phía dưới. Con hổ 150.000 giúp em ạ. Có rất là nhiều luôn các anh chị, rất là nhiều nha. Anh chị phía với 121 An Nguyễn Trãi Nha Trang thì anh chị sẽ thấy rất là nhiều mẫu ở đây. Những mẫu ở đây nhỏ nhỏ thường thường là 80.000 hết. Đây là một giá 80.000 bên này cũng là 80.000 các anh chị. Bên này thì cũng có rất là nhiều mẫu bên này. Chào anh Nguyễn Ngọc.
với các bé các chị nha. Theo bếp ba bên em thì cực kỳ mềm, tại vì thiết kế cho những đứa nhỏ chơi, cho nên là vải rất là tốt luôn. Theo bếp ba này có giá là 115.000 ạ. Theo bếp ba này có giá 115.000, giảm luôn 10.000 ạ. Chỉ còn 115.000 mỗi con thôi. Nó có em nè, bếp ba em, bếp ba chị nha. 115.000 giảm còn 105.000 ạ. Comment phía dưới heo bếp ba 105.000 giúp em đi ạ. Heo bếp ba rất là dễ thương luôn các anh chị nha. Đồ mẫu heo bếp ba comment phía dưới cùng số điện thoại giúp em đi ạ. 115.000 giảm còn 105.000 thôi ạ. Tiếp theo, mẫu ở đây sẽ rất là nhiều các anh chị. Mẫu nhiều quá. Em sơ sơ thôi, còn anh chị nào thích mẫu nào ở trên này á thì anh chị có thể chụp màn hình. Sẽ chụp màn hình đưa em và em sẽ nói giá cho anh chị nha. Còn em chỉ lai sơ một vài mẫu em bán chạy ở đây thôi. Chào chị Lê Thúy, chào chị Tuyết Mỹ. Còn ở bên em thì mẫu cực kỳ nhiều cho nên anh chị yên tâm. Đây, con heo kính cận này đang rất là hot, đang rất là hot. Những cái mẫu này cực kỳ mềm luôn. Cực kỳ mềm luôn các anh chị, các bé chơi và đẹp rất là chất lượng. Mẫu này, con heo kính này thì nó chỉ có hai màu, màu trắng và màu đen. Màu đen thì lì lợm đây, còn màu trắng thì tinh khiết, tinh khôi đây nha. Mẫu này chỉ có giá là 165.000, giảm 15.000, chỉ còn 150.000 mỗi con như thế này. 115.000 mỗi con, rất là dễ thương, xinh xắn như thế này nha. Nên là anh chị nào thích mẫu heo đeo kính 150.000 comment phía dưới giúp em ạ. Mẫu heo đeo kính 150.000 comment phía dưới giúp em nha, cùng số điện thoại đi ạ. Rất là dễ thương và anh chị đừng quên xoa và viết giúp em nha, xoa và viết giúp em chị chơi chim hay không? Có 150.000 mỗi con thôi các anh chị nha, rất là đẹp. Các bé tạo đẹp rất là thích những mẫu này. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Rồi tiếp theo rất là nhiều luôn anh chị nha, rất là nhiều mẫu ở đây. Anh chị thích mẫu nào cứ comment phía dưới đây rồi em lấy theo yêu cầu của các anh chị nha. Mẫu tốt nghiệp ạ. Mẫu tốt nghiệp bên em hiện tại là có 3 size. Cái size này là size trung 155.000, 155.000, em giảm 15 chỉ còn 140.000. Size này là size trung gấu dành cho tốt nghiệp nha. Còn là tặng sinh nhật mình cũng rất là ý nghĩa để cho điều kiện của sự thành công đấy các anh chị. Cái mẫu này thì có giá là 155.000, giảm 15 chỉ còn 165.000, giảm 15 chỉ còn 150.000 các anh chị nha. Cỡ này là cỡ trung mà, cỡ trung em có còn cỡ lớn nhất 220.000 và 105.000 nữa. Rất là nhiều cỡ ở đây. Và con này là 150.000. Anh chị nào thích comment phía dưới gấu sĩ tử giúp em ạ. Gấu sĩ tử ạ. Để em giao tặng nhà cho các anh chị luôn nha. Biểu tượng của sự thành công là mẫu gấu này nha. Rất là đẹp. Mẫu Việt đây cũng rất là dễ thương luôn các anh chị nha. Mẫu Việt này có giá là 95.000 một con. 95.000 một con các anh chị, giảm 10.000 chỉ còn 85.000 ạ. Đây, gấu sĩ tử cực kỳ bự luôn, cực kỳ bự đây 220.000, giảm 20.000 chỉ còn 200.000 thôi. Anh chị nào thích mẫu nào comment phía dưới cùng số điện thoại giúp em nha. Gấu sĩ tử 220.000, giảm 20 còn 200.000 ạ. Mẫu heo này các anh chị nha, mẫu heo này cũng rất là dễ thương. Heo này thì 125.000. Đây các anh chị, dễ thương nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ các anh chị ơi. Cái con này là 125.000, giảm 15 chỉ còn 110.000 thôi à. Anh chị nào thích con heo mà con heo Tết đi, con heo Tết 115.000 giúp em nhé.
vật rất là dễ thương. Bữa nay thì chị có rất là nhiều mẫu cho anh chị ở đây nha, rất là nhiều mẫu. Con mực này nó thiết kế rất là đẹp. Mực tuột mực ở đây 110.000 nạp, 110.000 giảm 10.000 chỉ còn 100, duy nhất 100.000 thôi. Thì nó sẽ có hai màu. Anh chị nào thích con mực này không mình phía dưới giúp em nha. Con mực nha. Con mực này nó giảm 110.000 giảm 10.000 còn 100.000 nạp. Còn có hai màu các anh chị. Con này là con vịt ghề đây, 125.000 nè, 125.000 giảm 15.000 chỉ còn 110.000 nha. Con vịt ạ. Anh chị thích mẫu nào không mình phía dưới giúp em nha. Đây, những mẫu chó này cũng cực kỳ dễ thương luôn các anh chị. Chó này có thể mặc áo nha. Thời đại này thì các con cưng của mình rất là nhiều nhưng mà có những đôi bạn chị thì đi làm không có thể nuôi những cái con cưng của mình được thì hãy nuôi những cái con chó này rất là dễ thương các anh chị nha. Hiện tại thì em có hai màu này thôi, hai màu này rất là dễ thương, rất là đẹp. Anh chị nào thích mẫu chó này thì thôi mình phía dưới là mẫu chó lông xù nha. Mẫu chó lông xù cái giá là 105.000 giảm 10.000 chỉ còn 95.000 mỗi con này. Chó lông xù 95.000 ạ. Comment phía dưới cùng số điện thoại giúp em đi ạ. Chó lông xù 95.000 thôi ạ. Rất là đẹp. Nhìn rất là cưng các anh chị nha. Có chú chó này nhìn rất là cưng luôn. Rồi anh chị sẽ nhìn vô thì tiếp theo thì thấy rất là nhiều mẫu ở đây. Anh chị thích mẫu nào có thể là chụp màn hình giúp em nha, chụp màn hình giúp em, gửi qua tin nhắn em nha. Đây là những mẫu xịn tiết các anh chị. Những mẫu xịn tiết này em sẽ lấy ra một con cho các anh chị xem nha. Mẫu xịn tiết này hiện tại thì em có rất là nhiều cỡ ở đây. Có gối chữ U kê cổ hình xịn hành thường sẽ tích. Gói chữ U thì em có rất là nhiều nhưng mà hình xì tít thì chắc là không rồi. Chắc là em chuẩn bị qua cái gói chữ U để cho chị xem những mẫu bên em, gói chữ U bên em nha. Tại vì gói chữ U bên em thì cũng sẽ có rất là nhiều ở đây. Em like mẫu xì tít xong em qua gói chữ U à. Cái mẫu xì tít này sẽ có giá là 155.000 giảm 15.000 chỉ còn 140.000 mỗi con nha. Xì tít này em sẽ có màu xanh này và màu hồng ạ. Xì tít có màu xanh và màu hồng nha. 155.000 giảm 15.000 chỉ còn 140.000 thôi, rất là rẻ luôn các anh chị. Đây vải cực kỳ mềm, rất là êm. Mẫu này thì nó có hai cỡ nữa là 200, 265 và 345.000 ạ. Nó chỉ có ba cỡ. Anh chị nào thích mẫu xịt tiết này không mình phía dưới xịt tiết 140.000 giúp em ạ. Bên trong rất là nhiều mẫu. Bên trong sẽ rất là nhiều mẫu em chuẩn bị giới thiệu cho anh chị ở đây nha. Bên trong sẽ rất là nhiều mẫu. Mẫu tiếp đi rất là nhiều luôn các anh chị nha. Chào chị Tuyết Hảo ạ. Bây giờ em sẽ like những cái mẫu gói khổ đây ạ. Anh chị thích mẫu nào có không mặt phía dưới đây em lấy theo yêu cầu của các anh chị nha. Gói cổ hiện nay thì bên em hiện có là 80.000 mỗi cái này và giảm 10.000 duy nhất trong livestream này còn 70.000 thôi. Gói cổ này rất là đẹp, cực kỳ ơn và vừa với cổ của mình luôn các anh chị nha. Mẫu Totoro ạ, gói cổ mẫu Totoro. Anh chị thích cứ comment phía dưới giúp em nha. Gói cổ Totoro và gói cổ Brao, hai mẫu này thì em bán cực kỳ chạy hiện nay luôn các anh chị. Mẫu này là 80.000 nha, 80.000 giảm giá chỉ còn 70.000 thôi ạ. Mẫu Doraemon, Doraemon rất là dễ thương. Doraemon thì này thì nó sẽ mắc hơn các anh chị nha. Cái loại này thì cực kỳ bự. Loại này thì bự hơn. Đây, anh chị thích mẫu Doraemon cho mình phía dưới giúp em nha. Hiện nay thì em có mẫu gói này là mẫu gói êm nhất. 155.000 một cái, nó được thiết kế bằng casu non các anh chị. Thiết kế bằng casu non anh chị có thể là lấy ra, có thể là giặt được luôn. Rất là đẹp nha các anh chị nha. Cái này có giá là 155 giảm còn 140.000 ạ. Theo Big Ba,
cực kỳ êm luôn, bề đệm rất là êm. Anh chị thích comment phía dưới giúp em nha. Rất cổ ạ. Rồi bây giờ giới thiệu cho anh chị mẫu gì nữa đây. Chuẩn bị em la những cái mẫu mà nằm ở bên này rất là nhiều. Rất là nhiều mẫu nằm bên này. Nên là anh chị nào muốn giá ưu đãi thì hãy đặt trong livestream này nha. Đây mẫu bình sữa. Mẫu tiếp theo em muốn cho anh chị biết là mẫu bình sữa. Mẫu bình sữa thì các bé rất là thích, rất là nhìn rất là hài hước cho các bé nha. Cái này nó chỉ có 3 cỡ mà hiện tại bên em chỉ còn 2 cỡ lớn nhất. Cỡ này có giá là 155.000 các anh chị. Bình sữa 155.000 giảm chỉ còn 140.000 nè. 155.000 giảm còn 140.000. Bình sữa này thì các bé ôm rất là đẻ luôn các anh chị nha. Anh chị đã thích mẫu này không, mình xin nhớ giúp em. Mẫu này là 300.000 nè. Bình sữa 300.000 giảm 30.000 chỉ còn 270.000 thôi à. Bình sữa 300.000 giảm còn 270.000 nè. Không, mình xin nhớ giúp em nha các anh chị ơi. Mẫu tiếp theo là mẫu Coke Alo Heineken. Mẫu này là 220.000 nè, giảm 20.000 chỉ còn 200.000. Heineken 220.000 giảm còn 200.000 nè. Có gì anh chị nghe em rồi có gì không mình phiên dưới giúp em nha. Em lúc nhanh tại vì mẫu ở đây rất là nhiều chờ đón các anh chị. Mẫu cà rốt này có giá là 125.000 giảm còn 110.000 nè. 125.000 giảm còn 110.000. Có rất là nhiều mặt cà rốt ở đây ạ. Thích mẫu nào không mình phía dưới mẫu đó giúp em nha. Chai Coca-Cola, Coca-Cola 115.000 giảm 15.000 chỉ còn 140.000 nè. Coca-Cola rất là êm và mịn luôn các anh chị. Đây là các cho các bé thích nước ngọt nha, còn thích bia là có bia luôn. Còn đây là nước ngọt ạ. 155.000 giảm 15.000 nha. Còn 140.000 không mình phía dưới Coca-Cola 140 giúp em nha. Anh chị nhớ cho em có điện thoại nha các anh chị nha. Rồi đây thì shop em sẽ còn có những chai cực đại như thế này. Cực đại nha. Cái chai thêm đi kem để kia cơ. Rất là dễ thương luôn các anh chị.
có giá là 285.000 ạ. Giảm 30.000 nha, 285.000 giảm 30.000 ạ. Mẫu cà rốt như thế này rất là dài luôn các anh chị, rất là êm, cực kỳ êm luôn nha. Mẫu cà rốt này anh chị nào thích cho mình xin đi. Chị ta xin hả chị? Đây mẫu cây chuối các em, mẫu cà rốt các chị nha. Cà rốt đây 285.000 là giảm 30.000 chỉ còn 255.000 thôi. 255.000 các chị nha, mẫu cà rốt ạ. À. Cà rốt với cây chuối. Rồi tiếp theo chỉ còn rất là nhiều mẫu bên cà rốt các chị nha. Rồi mẫu con heo ạ. Mẫu con heo rất là đẹp. Để em có thể là gỡ ra cho anh chị coi chất lượng của con heo này nha. Nó rất là êm, cực kỳ êm luôn. Con heo này có giá là 350.000. Cực kỳ êm đó anh chị. Ôm một cái là thấy nó theo đuổi theo người mình luôn. Cực kỳ êm, đẹp này rất là êm. Con heo này nó chỉ có giá là 350.000, giảm 35.000 chỉ còn 315.000 thôi ạ. 315.000 một con heo rất là dễ thương như thế này các anh chị nha. Heo y chang thật luôn. Có cái đuôi rất là nhí nhảnh luôn các anh chị. Con heo này có giá là 350.000 ạ, giảm 35.000 chỉ còn 315.000 thôi. Có gì comment phía dưới giúp em là heo nằm nha. Con heo này là heo nằm ạ, à. Nó sẽ có con lớn và con nhỏ luôn. Con nhỏ thì chỉ có giá là 220.000 ạ. Rồi tiếp theo mẫu con heo là con chó husky. Con chó husky như thế này. Lấy ra cho anh chị xem luôn. Mẫu chó husky ra thì rất là nhiều kích cỡ. Con lớn nhất em đang ôm là 420.000 nè, giảm 40.000 chỉ còn 380.000 nha. Mẫu chó husky nha các anh chị nha, rất là đẹp. Mẫu này thì nó chỉ có giá là 420.000 là con bự nhất như thế này. Bự nhất như thế này chỉ có 420.000 giảm còn 380.000 nha. Anh chị nào thích mẫu chó này comment phía dưới mẫu chó husky giúp em đi ạ. 420.000 giảm còn 380.000 thôi ạ. Rất là đẹp. Mẫu này thì em bé cực kỳ chạy luôn. Ở đây thì có rất là nhiều mẫu chó cho anh chị lựa chọn. Ở đây thì có rất là nhiều, anh chị thấy không? Rất là nhiều luôn. Nên là anh chị nào thích mẫu nào á, có thể chụp màn hình gửi qua em bé giấy cho nha. Mẫu bên em rất là nhiều. Đây ấu trùm le ve, tiếp theo là mẫu ấu trùm le ve các anh chị. Mẫu ấu trùm le ve này có giá là 225.000 ạ, giảm 25.000 cho các anh chị luôn. 225.000 giảm 25.000 còn 200.000 ạ. Nó sẽ có con màu đỏ và con màu vàng các anh chị. Hiện tại con màu vàng em chưa thấy, thôi em giới thiệu con màu đỏ trước nha. Ấu trùm le ve vải lông vải của nó rất là mịn. Con ấu trùm le ve có màu đỏ và màu vàng ạ. À. Có giá là 225.000, giảm duy nhất trong livestream này còn 200.000. Anh chị nào thích mẫu le ve này không mình đi dưới mẫu le ve giúp em đi ạ. À. Mẫu thì có rất là nhiều, anh chị có thể chụp màn hình giúp em nha. Tiếp theo, hôm nay thì em chỉ like tất cả các mẫu ở đây luôn cho nên anh chị yên tâm. Anh chị cứ theo dõi nha, thích mẫu nào chụp màn hình mẫu đó giúp em đi ạ. À. Tiếp theo là mẫu tắc kè này thì nó mới thiết kế ra được thôi. Cái mẫu này thì nó chỉ có hai màu, màu xanh và màu hồng các anh chị nha. Con này có giá là 190.000 mỗi con thôi ạ. À. Về giảm 20.000 chỉ còn 170.000 thôi.
đây là 220.000 nè. Con cỡ trung là 220.000, cỡ trung là 220.000 nha. Anh chị không mình phía dưới cùng giá giúp em để em biết nha. Minion ạ, Minion. Tiếp theo là con Cushion nè. Cushion này rất là dễ thương. Cushion này đây ạ, anh chị có thể nhìn rõ không ạ? Lấy xuống một con quá. Đây, Cushion này thì rất là dễ thương các anh chị nha. Cái này có thể là mặc quần nó vô hoặc là để gì cũng được, rất là dễ thương. Con này có giá là 175.000, giảm 15.000 chỉ còn 160.000 ạ. 175.000, giảm 15.000 chỉ còn 160.000. Mẫu Cushion nha, thôi mình phía dưới giúp em mẫu Cushion nha. Rồi mẫu búp bê là những mẫu bên em là mẫu này nha. Búp bê 145.000 một con là giá chưa giảm bên em. Con này cũng rất là dễ thương. Bé Hồng đây, bé Hồng 145.000 đây. Đây, tiếp theo là mẫu Suke Conan. Rất là nhiều Suke Conan nha. Đây là rồng, rồng lửa hay cái con khủng long gì đó. Cửa bu ngựa Bonnie nha. Thích mẫu nào không mình phía dưới giúp em. Còn đây là heo bé bố đây. Wobby, Wobby 145.000. Ngựa Bonnie thì bên em sẽ có rất là nhiều màu các anh chị nha. Ngựa Bonnie bên em có màu xanh, màu này, những cái mẫu này, ngựa Bonnie này có cỡ lớn và cỡ nhỏ khác nhau các anh chị nha. Cái con này, những con này chỉ có giá 95.000 mỗi con thôi, 95.000 mỗi con thôi các anh chị nha. Ngựa Bonnie 95.000 nè, rất là đẹp luôn, nó sẽ có rất là nhiều màu. Có gì anh chị không mình phía dưới ngựa Bonnie cộng số tiền giúp em cho em biết nha. Con này có giá là 205.000, giảm 20.000 chỉ còn 185.000 thôi ạ. Nó sẽ có rất là nhiều màu khác nhau các anh chị nha. Rồi tiếp theo mẫu chó. Chó này thì cực kỳ êm, 220.000 giảm còn 200.000 nè. Màu nâu và màu xám nha, nó chỉ có màu nâu và màu xám nha. Cực kỳ êm, cả bên em thì khỏi chê luôn rồi. Đây ạ, rất là dễ thương nha các anh chị nha, rất là êm luôn. Con chó 220.000 chó nằm nha. Cho mình phía dưới chó nằm giúp em đi ạ. Heo. Bên này cũng sẽ có rất là nhiều, rất là nhiều mẫu cho anh chị lựa chọn nha. Những mẫu con cá ngựa này thì cho các bé đây. Những mẫu này cho các bé đây các anh chị. Mẫu cá ngựa nha. Đây rất là bự, 185.000 giảm 20.000 chỉ còn 165.000. 185.000 giảm còn 165.000 mẫu cá ngựa nha. Còn những cái con này có giá là 155.000 giảm 15.000 chỉ còn 140.000. Nó có hai cỡ khác nhau các anh chị. Có gì không mình phía dưới là cá ngựa 140.000 hoặc là 165.000 nha, 140.000 hoặc 165.000 cho em nha. Rồi, anh chị có thể nhìn gấu ở đây rất là nhiều. Gấu ở đây rất là nhiều luôn. Có gì chụp màn hình giúp em cho mẫu gấu nhiều lắm. Rồi, tiếp theo à. Cho anh chị bữa nay khám phá hết cái shop gấu bên em luôn. Đây, mẫu mẫu sư tử này thì rất là hiền. Đây, rất là dễ thương các anh chị nha. Mẫu này thì nhìn là sư tử nhưng mà nhìn mặt không có hung dữ như sư tử đâu, rất là hiền luôn, cho nên là phù hợp với những bạn mà hiền hiền nha. Mẫu này thì cực kỳ êm và vải loại một luôn các anh chị. Mẫu này có giá là 230.000 giảm 20.000 ạ, chỉ còn 210.000 thôi. Mẫu sư tử này rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Sư tử 230.000 giảm còn 210.000 ạ. Mẫu chó mặt sệ. Chó mặt sệ rất là dễ thương. Chó mặt sệ này là 165.000 ạ, giảm còn 150.000.
165.000 giảm còn 150.000 cho mọc sệ nha. Cho mọc sệ này rất là đẹp. Có gì anh chị không mình xin sẽ giúp em. Con này vẫn chưa biết tên, hiện nay vẫn chưa biết tên, nhưng mà mẫu này thì cũng cực kỳ hot luôn. Anh chị có thể nhìn sơ qua những mẫu teddy bên em trước nha. Teddy bên em rất là nhiều luôn các anh chị. Teddy bên em đây, những mẫu teddy rất là nhiều, anh chị có thể chụp màn hình. Hiện tại bên shop em bán khoảng 1m2 là 365.000 à, giảm 35.000. 1m4 465.000 giảm 45.000 à. 1m5 565.000 giảm 55.000. Rất là nhiều mẫu anh chị có thể thấy nha. Rồi lát em sẽ vô phía trong em like cho anh chị xem những mẫu bra và teddy nha. Rồi tiếp theo những mẫu này. Nên là anh chị nào thích mẫu nào thì mình phía dưới giúp em đi. Con này cũng lớn lớn như thế này cũng 420.000 nè. Con này em nhìn có thể biết là con gì không? Tự tưởng khỉ. À khỉ đi. Khỉ nằm nha. Con này là khỉ nằm. Khỉ nằm là 420.000 nha. Giảm chỉ còn 380.000. Anh chị nào thích mẫu khỉ nằm 420.000 comment phía dưới giúp em nha. Khỉ nằm 420.000 nè. Mẫu này cũng chỉ rất là đẹp và các bạn nữ rất là thích. Là 320.000 nha. Siêu nhân nhện 320.000 đây. Siêu nhân này là 220.000 nè. Nó có rất là nhiều cỡ khác nhau anh chị lựa chọn. Em có mẫu siêu nhân nhện đây. Đây là đội trưởng. Đây là đội trưởng nha. Siêu nhân. Và đây là cha em. Những cái câu chuyện Conan, cha em rồi rất là nhiều. Nobita sẽ có đầy đủ hết trong này nha. Nó rất là rẻ các anh chị. Ngoài ra thì búp bê Suka rất là nhiều. Mario vẫn có luôn các anh chị nha. Những mẫu Suka này chỉ có giá là 85.000 thôi, rất là rẻ trên thị trường luôn các anh chị. Duy nhất chỉ có một lần trong livestream này thôi nha. Rồi, đây là sơ sơ những cái mẫu búp bê ngồi rồi cũng có đây luôn. Ngoài ra em sẽ bên em thì cũng có những cái búp bê khủng các anh chị. Cực kỳ bự luôn. Nên là anh chị cứ vào shop em đi 121 em Nguyễn Trãi, anh chị sẽ thấy rất là nhiều mẫu ở đây. Đài rất là bự, ôm rất là bự. Anh chị thích búp bê đại thì có búp bê đại bên em luôn nha. Búp bê đại đều có hết, màu gì cũng có hết các anh chị. Đây là những cái mẫu sâu, những mẫu con sâu rất là nhiều. Rất là nhiều mẫu mẻ cho anh chị lựa luôn. Mẫu con sâu thì em giới thiệu sơ qua cho. Sâu chuột Mickey, những cái mẫu này thì rất là suông, rất là dễ ôm cho các bé. Cái mẫu chuột Mickey này có giá là 180.000 nè, giảm 20.000 chỉ còn 160.000 thôi. 160.000 một chuột Mickey này, comment phía dưới giúp em nha. Tiếp theo là mẫu con sâu ạ. Con sâu này thì con sâu mới. Loại này thì rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc, các bé rất là thích nha. Mẫu đây thì các bé rất là thích rồi. 235.000 nè, giảm còn 201. 235.000 giảm còn 201 các anh chị nha. Con sâu rất là đẹp. Và em có kể con ong luôn. Bên em có kể con ong như thế này. Con ong này thì nó sẽ có hai tích cỡ khác nhau các anh chị nha. Mẫu anh chị muốn có nhiều mẫu thì anh chị qua shop em coi, cực kỳ nhiều mẫu cho anh chị lựa chọn, chắc chắn sẽ phù hợp với cái sở thích của mình. Con ong này có giá là 175.000 giảm còn 160.000 nè. 175.000 giảm còn 160.000, comment phía dưới con ong giúp em đi ạ.
Rồi các có cái mẫu mà rất là đẹp, hiện nay em bán rất là chạy nữa là mẫu kế 60 mô. Con này là kế 60 mô ạ, hiện nay em đang bán rất là chạy luôn. Mẫu này em có rất là nhiều màu, màu hồng, màu tím và màu xanh nha. Giá hiện nay là 285.000 mẫu con. 285.000 cho anh chị. Kế 60 mô 285.000 nha. Màu này được rất là đẹp luôn. 285.000 thôi ạ. Comment phía dưới giúp em là kế 60 mô đi ạ. 285.000 giảm còn 265.000 thôi. Nó sẽ có rất là nhiều màu, màu xanh, màu tím và màu hồng đều có hết các anh chị nha. Rồi, mình sẽ đi xuống đây khám phá cho cái mẫu dưới này luôn, rất là nhiều mẫu dưới này luôn. Mẫu con sâu đây. Mẫu con sâu này thì em coi thử giá bao nhiêu nha. Con sâu này có giá là 165.000 ạ, 165 giảm còn 150.000. 165.000 giảm còn 150.000, nó sẽ có những màu sắc màu vàng, màu xanh rất là nhiều. Và Doraemon này là 220.000 giảm 20.000, chỉ còn 200.000 ạ. Mẫu Doraemon dài nha, 200.000 nha. Mini anh rất là bự. Đây, đây là những cái mẫu gấu Teddy bên em rất là bự này. Teddy và rau rất là bự luôn. Và em giới thiệu sơ về giá của nó, của những cái con Teddy bự như thế này nha. Mẫu bự như thế này thì rất là phù hợp với bạn gái. Bạn gái thì thích càng bự thì càng thích thôi. Cho nên mấy anh phải lau lau tặng, phải sơ sơ một tí nha. Phải lựa cái con bự 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 như thế này. Nhưng mà giá cực kỳ rẻ luôn các anh chị. Mẫu này, Teddy này bên em có giá là 565.000 ạ. 565.000 giảm 50, chỉ còn 515.000. Duy nhất trong livestream này và không có chỗ nào rẻ hơn bên em đâu nha. Cho nên là anh chị cứ thích thì nhanh tay comment phía dưới. Teddy 1m5 ạ, Teddy 1m5 515.000 thôi. Teddy 1m5 515.000 nha, rất là đẹp. Con cỡ này mới đủ các anh chị nha. Đây, nó sẽ có rất là nhiều màu, nhưng mà em lấy thường thường em bán được màu nâu cho nên em like các anh chị màu nâu nha. Còn màu ở đây thì rất là nhiều, anh chị có thể thấy màu ở đây rất là nhiều. Còn con Teddy cỡ này là khổ 1m6 đây. Teddy khổ 1m6 là 650 ạ. 650. 650 nha các anh chị, Teddy 1m6 là 650, rất là bự luôn. Hiện tại em đang có 4 màu. Màu đây là màu cà phê sữa, về màu sô cô la, màu hồng và màu tím nha. Anh chị thích màu nào em cũng có sẵn hết cho các anh chị ạ. 650 các anh chị nha. Rồi mẫu bà rau ạ. Bà rau thì bên em có đầy đủ cho các anh chị luôn. Bà rau này thì có giá là 490.000 ạ. 490.000 giảm còn 440.000 ạ. 490.000 giảm còn 440.000. Mẫu bà rau rất là đẹp. Đây là mẫu Teddy và bà rau là hai mẫu em bán hiện nay chạy nhất hiện nay nha. Bà rau thì có thể là nó có thể tặng trái tim mình luôn. Nếu mà anh chị thích thì em sẽ tặng trái tim cho anh chị luôn nha. Mẫu đây là mẫu bự hơn rất là nhiều và nó có giá là 690.000 nha. Mẫu con heo. Tiếp theo là mẫu con heo này thì không biết do hình đẹp không, nhưng mà ở ngoài nhìn rất là đáng yêu các anh chị. Mẫu con heo này có thử giá bao nhiêu đây. 420.000. Con heo này có giá là 420.000 các anh chị nha. Thích mẫu con heo heo mắt hí này comment phía dưới heo mắt hí 420.000 giúp em nha. Đây, gấu rất là nhiều, rất là đẹp, gấu áo len nha. Nó rất nhỏ nhắn và xinh xắn luôn. Mẫu này có giá là 390.000 ạ, 390.000 các anh chị nha. Rồi mẫu Wobby bên em sẽ có rất là nhiều trong này. Wobby này 545.000 mỗi con nha, 545.000. Nó sẽ có rất là nhiều gương mặt cảm xúc cho các anh chị lựa chọn luôn. Nên là anh chị yên tâm về các cháu chỉ có mẫu mình thích nha. Còn đây là động vật hoang dã. Động vật hoang dã sẽ có rất là nhiều. Đây là những mẫu sư tử đây. Cái
16 nha. Nai, nai, nai có rất là nhiều đây. Em giới thiệu sơ sơ thôi, được thì anh chị chụp màn hình giúp em. Bữa qua em báo giá cho nha, tại vì ở đây tương đối là rất là nhiều mẫu. Hàng mẻ nha. Gấu cục nơ cũng rất là dễ thương, gấu này thì rất là dễ thương các anh chị. Này thì có thể là tựa lưng, ôm ngủ hoặc là với đầu đều được hết các anh chị nha. Mẫu con hổ á. Con hổ nha, hổ rất là bự. Tiếp đi cũng có rất là nhiều màu đây. Doraemon, tiếp theo là mẫu Doraemon. Con xịt tít này thì có giá là 265.000 giảm 25.000, chỉ còn 240.000 thôi các anh chị. 240.000 một con xịt tít bự như thế này nha. Anh chị nào được comment phía dưới xịt tít 240.000 giúp em đi ạ. À. Cái mẫu này, mẫu Doraemon này 200.000 này, giảm còn 180.000. 200.000 giảm còn 180.000 mẫu Doraemon này nha. Doraemon rất là đẹp. Đó, có một bài Doraemon đây luôn. Anh chị thích cỡ này cũng được hết. Rồi, anh chị có thể qua đây coi những cái mẫu ở đây rất là nhiều. Mình sẽ quay kia luôn. Rồi, xong rồi. Rồi, xong rồi. Bun. Gấu bun nha, gấu bun mặc éo. Gấu bun mặc éo đây. Gấu bun mặc éo rất là bự luôn. Con này là 420.000 còn 380.000 nha. Con này cũng 420 bokeh. Con mèo ạ, mèo đây cũng 420 còn 380. Mèo lai hổ nha. Có gì anh chị comment phía dưới giúp em like nhanh nha, cho anh chị thấy những mẫu ở đây. Rilakkuma ạ. Rilakkuma đây là 245.000 ạ. Giảm còn 220.000. Rilakkuma nha. Pikachu em đều có hết đây. Siêu nón thì đây là có rất là nhiều vết cỡ luôn. Con lớn nhất cũng là 420.000, giảm còn 380.000. Mẫu thỏ Kenny rất là đẹp. Thích mẫu nào không mình mẫu đó giúp em đi ạ. À. Nghĩ gì nó có hiện thời gian không sợ. Không hiện thời gian nào. Đây mẫu gấu trúc. Gấu trúc rất là đẹp các anh chị nha. Thích mẫu gấu trúc này không mình phía dưới này để em nói giá nha. Mẫu bò sữa. Bò sữa 265.000 nha các anh chị. Có gì thích không mình phía dưới giúp em đi. Mẫu bò sữa nha. Heo đây rất là nhiều. Heo mặc đồ nha các anh chị nha. Mẫu khỉ ạ. Mẫu khỉ này dễ thương đây. Khỉ mặc đồ. Khỉ này có giá là 300.000 à, còn 270.000. Khỉ mặc đồ nha. Chuột. Chuột rất là đẹp. Heo bếp ba. Heo bếp ba bự nhất là 220.000, giảm còn 200.000 heo bếp ba. Em đều có hết các anh chị nha. Đây là bạn Nhung. Đó bạn Nhung đây. Đây. Thịt rất là nhiều. À, đó là tổng hợp những mẫu sơ qua bên shop em. Rất là nhiều mẫu ở đây. À, em không có thể like một mẫu mà chậm cho anh chị coi được, cho nên là nãy giờ em like tương đối nhanh, cho nên là anh chị thông cảm nha. Cứ thích mẫu nào chụp mẫu đó rồi gửi qua tin nhắn của em báo giá cho anh chị chính xác cho anh chị luôn, giao hàng tận nơi cho anh chị. Anh chị yên tâm, shop em có ở Nha Trang và Ninh Hòa, cho nên là anh chị nào ở Nha Trang, Ninh Hòa thì em có thể là giao hàng tận nơi cho anh chị trong ngày luôn. Còn nếu mà anh chị ở xe thì em sẽ ship tận nơi cho anh chị qua bưu điện hoặc là gửi xe nha, bằng cách tốt nhất cho anh chị với chi phí cực kỳ rẻ luôn. Hiện tại thì em đang ở 121 A Nguyễn Trãi, Nha Trang. Shop em nằm ở đây luôn, cho nên là anh chị nào có đi ngang qua đường này thì có lẽ là ghé vào shop em xem thử nha. Ngoài ra thì em có một shop ở 848 đường 2 tháng 4 Nha Trang và 466 Trần Quý Cáp, Ninh Hòa, cho nên là anh chị nào thích á thì đi ngang qua thì ghé vào xem những mẫu ở đây, bảo đảm giá cực kỳ rẻ cho các anh chị nha chị nha. Anh chị nào để vào phía shop em rồi thì có thể là kết bạn
nha các bạn. Để khi nào mà có mẫu mới về là em sẽ like cho anh chị xem những cái mẫu ở đây. Mẫu ở đây sẽ có rất là nhiều, anh chị về chắc chắn sẽ rất là thích luôn các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã luôn theo dõi shop em và luôn ủng hộ ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và chúc anh chị một ngày tốt lành. Thích mẫu nào thì cứ comment qua em tư vấn tận tình cho các anh chị luôn nha. Chào các anh chị ạ. Chúc anh chị một ngày tốt lành nha.